một lựa chọn đáng nhận nha, đáng nhận nha. Để cam và TF rất là hiệu quả. Tuy nhiên, Brayton là một vị tướng rất yếu về dọn nửa sau ván đấu và rõ ràng bên phía của BLG muốn có được áp lực xuyên suốt ván đấu này với con Kermil, và đây vẫn là một lựa chọn kết hợp với Sejuani ở một cánh đẩy lẻ vô cùng khỏe. Nhưng đây là đội hình mà Sejuani. Cảm ơn bảy chọn với trà dấu tầm nha. Cái ván đấu mà họ chấp nhận chơi chậm với Senna và thằng Krautler ở khu vực đường dưới. Họ có luôn cái Oriana ở khu vực đường giữa. Một chất tướng ở đường cần phạm đến từ Viego và khu vực trên cũng cần rất là nhiều thời gian để tăng tiến trang bị dành cho một con Twitter Fest. Cảm ơn bạn An Hoàng. Chào mừng bạn Vô Tri đã trở thành thành viên kênh Bạch Kim Cương. Cảm ơn bạn ủng hộ luôn. Trong khi đó phía ngược lại với Phi Hồ, với nhà ngục băng giá, với khả năng tiếp cận đến từ Ash và thêm cả đó là có Kalista nữa, thì đây sẽ là đội hình. Vô anh em ơi, vô anh em ơi. Tấn công nhiều hơn. Chung kết nhanh thắng. Rõ ràng đội hình. Đội nào thắng trận BO5 này sẽ lấy ngay một suất chung kết thế giới cho khu vực đó. Hiện tại LCK, LBL, LCS, LEC tất cả các khu vực đều chỉ có 3 suất chung kết thế giới. Đội đầu tiên có mặt ở chung kết tổng sẽ lấy cho khu vực của mình một suất chung kết thế giới nữa, thành 4 suất. Ý nghĩa của trận đấu này cũng khá là quan trọng. Virgo kia có thể kiểm soát sông và cắm ra những con mắt quan trọng dành cho TF, bởi vì nếu như mà có tác động đến từ Sejuani thì tỷ lệ một con bài TF lên bài số của Kim là rất cao. Vâng, và lối chơi của BLG trong ván thi đấu này, họ sẽ dùng bộ đôi mid rừng của mình để đánh hỗ trợ cho hai đường cánh với Ash và Kalista, và cùng xem họ sẽ triển khai điều đó như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp thi đấu này, cặp thi đấu của chung kết nhanh thắng giữa hai đội tuyển Bilibili Gaming đối đầu với cả Genji. Và ở ván thi đầu tiên, Genji họ sẽ ở đội xanh, trong khi đó thì BLG họ sẽ xuất phát ở đội đỏ. Liệu có đổi đường đến từ bên phía của BLG hay không? Tại vì nếu như đổi đường, anh em thành viên trong kênh lên cho luôn cái cờ nè, vẫy cờ đi anh em ơi. Cổ vũ đội nào vẫy cho luôn cái cờ nè. Quá lâu rồi chúng ta mới thấy điều này xảy ra đúng không anh hai? Đúng rồi, tại vì ở cái phiên bản 14.5 hay 6. Mà kiểm soát hành vi nha. Có những điều chỉnh đến từ trang bị hỗ trợ là bạn khiến cho cái việc thật ra bạn không có quá lời việc một trong hai trang bị hỗ trợ với đi cùng với nhau. Nhưng đây sẽ là một tình huống mà tôi đang nghĩ tới việc là có thể khi mà họ ứng phó với đối phương đổi đường, dịch chuyển từ Lehen, anh ta biết thành một hỗ trợ dành cho Kin. Cũng có thể là như vậy. Trong khi đó thì cái người đi chung với lại Pay sẽ là thành hỗ trợ. Có cái máy quét ngày đó luôn. Đường dưới anh ta cũng sẽ hơi khó chơi khi bên dưới xin xin kiếm của này ra xin ngồi. Ok ok. Lấy tí kinh nghiệm, đẩy bộ đôi L của với On lên khu vực cánh trên. Và ngay lập tức Genji nha. Có những tình huống di chuyển đáp trả. Pay di chuyển cắm mắt tại khu vực bờ xanh của BLG. Vòng rừng của Shin đang là vòng rừng mà anh ta sẽ cướp được ít nhất là một bãi quay rừng. Đây là bãi quay rừng ở tại phần rừng anh ta. Nhưng xét về việc đổi đường, đây là bãi quay rừng có thể được tính là bãi cướp đi. Cảm ơn bạn dấu tên. Để xem là những bước đi đến từ Shin sẽ là như thế nào đây. Trong khi đó thì Kainer anh ta ăn bồ đỏ và sau đó thì sẽ hướng tới là bãi chim này. Bin bây giờ chưa thể là tiếp cận được những cái đợt lính. Và anh ta có được một con lính có kinh nghiệm rồi. Như vậy cũng đã là thành công dành cho Bin. Đóng Oliver nha. Giữ máu cẩn thận. Khởi điểm với kiểu đồ làm tôi nghĩ rằng Bin sẽ giữ máu tốt. Có vẻ như Xuyên ta hơi tham nha, anh ta ăn xong bãi sói, đúng như cánh rừng của anh ta bên phía nửa trái các bản đồ bây giờ với 6 bãi vẫn còn nguyên. Anh ta ăn xong đổi đường nhưng mà lại ăn ở khu vực rừng yếu là một pha xử lý khá là liều của thằng Xuyên. Ăn 6 bãi cộng với bãi sói cộng với cả cua sẽ là một cái vòng rừng 8 bãi, nhỉnh hơn một xíu dành cho bên phía của Sejuani. Và có vẻ như đó là một tình huống mà Xuyên muốn tham vọng. Nhưng mà nó đã lén ăn thành công. Quan trọng là bên phía bên kia. Nếu như bên phía của Genji nó không qua nhanh á là thằng Xuyên có thể ăn được 2 bãi lần. Để giữ lại bùa xanh cho riêng mình. Và con heo năng cũng khá là nhanh. Chiến giữa rất đông thành viên của cả hai bên. Để xem là có những cái động thái nào đến từ cả hai team hay không. Đây, On mới cấp độ 1 mà thôi, bắn ra cái đá sắt. Cảm ơn Thiên Đẳng nha, cảm ơn em. Và hiện tại thì cái phần dừng đến từ các thành viên của BLG họ đang để dành. Và bây giờ Kennen cấp độ 3 đánh vào Bin. Bin đang chịu rất nhiều sát thương và bắt buộc phải lùi về. Anh ta sẽ lùi về thành công với đuôi dây mắc phi thân, nhưng ở đường dưới này sẽ là những cái lớp kiến trụ dành cho Pay cũng cả là hẹp. Khởi điểm thì anh ta chưa đơn chiêu. Mất kiểm soát hành vi nha. Nãy giờ thì thằng Bin, các bạn để ý là thanh kinh nghiệm của thằng Bin là thằng Bin đã hít được nhiều kinh nghiệm hơn so với lại Kin ở thời điểm hiện tại. Kinh nghiệm nãy giờ nè, thằng Kin mới được một cái kinh nghiệm đầu tiên rồi nè. Tình huống là một xạ thủ và hai hỗ trợ ở khu vực đường dưới. Còn Xuyên thì anh ta đang ăn cho mình đó là nửa cánh trên dưới sự hỗ trợ đến từ. Cảm ơn bạn cười lên nha. Cấp độ 1 mà thôi, có những cấp độ chênh lệch đến từ hai bên nha. Bên phía này là hai cấp độ 3, bay cấp độ 2, trong khi đó bên phía này thì chỉ mới là cấp độ 1 đến từ On và cấp độ 1 đến từ Bin mà thôi. Vâng, và như vậy là Kin vẫn nhận được cái lượng kinh nghiệm nhất định khi anh ta chia kinh nghiệm đó với Lehen cùng với Pay. Trong khi đó thì Bin hiện tại anh ta bắt đầu có những pha di chuyển. Hai cái đồ hỗ trợ của bên phía Genji để mình coi có lời không. Trong khu vực rừng thì rõ ràng Kennen sẽ là người bị thọt hơn một chút ở cái vòng rừng đầu do anh ta bị cướp đi bãi sói. Cấp 3 của thằng El, thằng El ăn một mình nãy giờ, thằng On đang di chuyển nãy giờ. Anh ta sẽ có thể tiếp cận được với khoảng cấp độ 4. Trong khi đó phía bên kia nếu mà Shin dọn tổng kinh nghiệm hình như là bên phía của Genji đang nhỉnh hơn anh em. Độ 1 đến từ On và quyết định của BLG họ muốn đổi đường ngược trở lại. Và không biết hình như là tổng kinh nghiệm của bên phía Genji đang nhỉnh hơn á.
sẽ lên đường trên này. Nó cũng không phải là một cái lợi thế lớn lắm vào. Nhưng mà có một chút xíu. Quyết định của Gen Z đó là họ sẽ đánh Kim, nó sẽ chạy lên nó hứng cái đợt lính đang tràn trụ cánh trên nè. Về trụ của Bin và các vòng rừng này đang rất là hỗ trợ cho xuyên tấn công khu vườn trên. Cấp độ 1 đến từ Kim, lớn khu vườn trên đợt lính đang đẩy về thì cấp độ 2 có thể có cho bản thân của anh ta, nhưng sẽ gặp nguy hiểm là khá nhiều tại vì bây giờ cái nhà anh ta đi về ở cấp độ 4. Không biết rằng liệu có viết rằng sẽ xuất hiện xuyên ở khu vườn trên không, tại vì đợt lính này rất là to dành cho phía của Kim nha. Tôi nghĩ đợt lính này bắt buộc cho Cannon cũng phải có mặt ở tại khu vực cánh trên, mặc dù cánh trên lúc này có đoạn này Riot nên bật cái tổng kinh nghiệm á để chúng ta coi là cái phần mà kinh nghiệm đầu trận bên nào làm tốt hơn. Sẽ không gặp nguy hiểm. Ở một đợt lính chắc chắn là anh ta sẽ để cao. Nhưng mà liệu sát thương đúng không, bạn bài bạc thì hẻo nha, chút xíu nữa mình sẽ coi lại luôn hết. Có hai phép hỗ trợ, nếu ganh pha này và Kim đẩy lên cao thì tỷ lệ cao anh ta sẽ mất hai phép hỗ trợ. Đánh 22 BOG mạnh hơn nha anh em. Cannon cũng đã có mặt ở đây rồi và bài vàng ném ra giáp cô được kích hoạt lên. Như Duzi bóc phi thân, Kim bật tốc hành né luôn Duzi bóc phi thân. Thục hết chiêu rồi. Cả đối phương đến từ wow. Lỗ ơi, BOG bị lỗ. Vòng gầm bóng đặc ám không trúng. Trúng chiêu thì trúng chiêu thì thắng chứ hụt hết hai chiêu là lỗ rồi. Đang cố gắng để lấy máu của nhau và sau đó setup quyền. Cannon đứng vị trí tốt quá. Má đoán được. Quá hiểu nhau rồi. Một tình huống di chuyển mà rõ ràng là bữa giờ là mình khen Cannon cái gì nhiều nhất các biết không em? Là cái kiểu như nó đoán được hướng tấn công của rừng đối phương á. Và cái thời điểm mà nó có mặt ở những điểm nóng rất là chính xác. Và cái điều quan trọng chính là anh ta cũng biết là đối phương đang có rừng ở đó. Tại vì trong một tình huống mà di chuyển đến từ bên phía của Kim, khi anh ta đứng muốn tấn công một cú Bin, Bin thậm chí là không lưu về tình huống vừa rồi, có sự xuất hiện từ cả hai chơi rừng. Nhưng mà vấn đề chính là lợi thế dành cho anh phía của Kim, nó giúp anh ta giải tỏa bớt áp lực khu vườn. Nhưng mà bên phía thằng Xuyên vẫn đang nhỉnh kinh nghiệm hơn nha. Vậy thì lợi thế đến từ cả hai team nó sẽ nằm ở đâu ta? Hiện tại thì Xuyên đang Xuyên nhỉnh kinh nghiệm hơn số lính so với cả Cannon bên phía bên kia. Nhưng có vẻ như là cấp độ thì sao? Hiện tại thì cả hai team đều đang khá là tương đồng với nhau về mặt cấp độ. Và rõ ràng sau giai đoạn mà đổi đưa đến cả hai team, để đợi con cua tiếp theo nằm đâu. Nào có được lợi thế quá lớn. Nhưng bây giờ On với KL đang cố gắng chấu rỉa máu ở đường dưới này với chất tướng Asker và cả Kalista. Họ vẫn đang có áp lực tốt tới từ hai cái mưa kiếm của El cùng với On. Và các bạn thấy là Lehen chỉ mua trang bị hỗ trợ ở trong giai đoạn khởi đầu mà thôi. Anh ta đã bán nó đi để chuyển thành những món trang bị khác. Vừa rồi là một pha lao đầu ác rất tốt tới hai cái mưa On kiếm. Và Lehen có lẽ sẽ cần cú dịch chuyển để trở lại khu đường dưới. Hai anh có nghĩ rằng Lehen mua lộn đồ không? Tôi nghĩ rằng Lehen mua lộn đồ và sau đó anh ta nhiều bán khi đi. Anh ta nhớ rằng mình đánh hỗ trợ, mình khởi đầu với một trang bị là anh ta mua cho mình đó trang bị hỗ trợ. Tại vì thật ra bạn khởi đầu như vậy nó không lợp tí nào cả. Bạn bắt buộc phải bán trang bị hỗ trợ dịch chuyển từ Lehen được dùng. Nhưng có quyết định băng trụ hay không đây? Quyết định có vẻ đài này rất khó nha. Biểu gì đánh tự tình ghê. Chọn vào Pay, Pay bị tấn công nhưng tấp biến về đến từ Pay, tấp biến về đến từ On và sát thương là đủ chiến công đầu. Ha, nó đài hay thiệt. Và nó thuộc về El. Một pha mà rõ ràng bên phía của BLG có cơ sở để tấn công băng trụ và đó là một mạng chiến công đầu được nhường lại dành cho xạ thủ của Bilibili Gaming. Ở ngay tại cánh trên thì Cannon cũng có những pha đáp trả, đó là những con sâu lượt một thuộc về bên phía của xử lý cái băng trụ mà không một vết xước anh em. Được diễn ra đến từ bộ đội đường dưới của BLG. Họ vừa có thế thắng đường, họ vừa có mà hạ gục và họ cũng có quyền kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên. Tôi cảm giác là cái hiệu ứng domino đến từ việc có thể là mua lộn trang bị từ Lehen khiến cho cái lượng máu của anh ta trước đó một cái nhịp bị tấn công đến từ phía của On và El mất rất là nhiều máu. Anh ta phải lui về tình huống đó. Đó là cái nhịp mà BLG họ đẩy lính vào trụ được, lính rất là to để vào trụ một khu vực đường dưới tạo thế tấn công dành cho phía của Xuyên và từ đó mở chiến đấu dành cho phía BLG. Mất kiểm soát hành vi nha. Tại Cannon đang muốn ganh hay không đây? Cấp độ 6 đã có rồi, bài vàng ném ra nhưng Cannon này ta khó giết lắm, vì nó còn chiêu cuối. Chưa đủ nhiều sát. Nhưng mà nếu mà đi về hướng này thì nó hơi nguy hiểm. Ta có thể sẽ gặp mua cả chính xác rồi, tấp biến lên bài vàng thành công, tấp biến về từ bên. Ngay ta vẫn bị gây sát thương. Không về được và một mạng dành cho Cannon. Ngay lập tức đó không hề biết Cannon ở đâu luôn, bị lạc mất dấu Cannon rồi. Với một pha ganh chiến công đầu của Xuyên xuống đường dưới thì ngay lập tức đó cũng là một mạng dành cho Cannon tại khu vực cánh trên. Bin đã nó đi thẳng tay để kích hoạt một đòn đánh tay trên đường đu dây móc, tuy nhiên đó không phải là đòn đánh tay kích được nội tại. Bin đã không còn nội tại trong pha vừa rồi. Nội tại của anh ta là kích ở khu vừa trước khi tấn công một người Kim với thể đại diện dính bài vàng. Đó là cái nhịp mà đã tấn công rất là hiệu quả từ Cannon, thậm chí ta cướp được đó hai bỏ đường của đối phương. Mình tưởng là nó biết là nó đang thế nguy hiểm, nó đi thẳng về nhà và nó đi vô cái vụ chặt ba đó. Cannon đứng ngay đó thì chết rồi. Bây giờ đang nhỉnh hơn về một khoảng cách nho nhỏ so với là Xuyên. Đang cố gắng giữ lính lại để hạn chế cái khả năng thua thiệt so với đối phương đến từ bên. Còn bây giờ thì sao, đường dưới Pay bị tấn công, anh ta mất tiếp đến từ trước đó rồi và ràng buộc chính chúng một người của El. Và đó là kỹ năng để giúp cho anh ta sống sót. Kalista sắc lực và thực sự nó săn nữa. Với một cái chiến công đầu, anh ta vừa mang ra một lượng trang bị quá lớn và cảm nhận được lượng sát thương tới từ cú quy vừa rồi của El. Nó đã lấy đi khoảng chừng 1/3 cây máu của Pay. Pay thực sự đang gặp khó khăn khu đường dưới. Lehen của Pay chắc chắn sẽ mất quyền kiểm soát khu cánh dưới bản đồ này. Nó đâu có sai con Cannon pha đó đâu. Tay của On đã có trang bị cắm mắt hỗ trợ, anh ta sẽ giải được rất nhiều. Rồi giờ đứng kế bên Cannon cũng vậy. Và qua đó Cannon nếu muốn tấn công xuống khu đường dưới, họ sẽ cần sự hỗ trợ đến từ cú đích mạnh của Kim. Nhưng có cơ sở nha, không có tốc biến từ On, không có hòa máu từ On. Định mệnh với gọi của El hiện tại đang có. Nếu như muốn tấn công Kim nó đang đứng kế bên luôn, nó có R luôn đang đợi. Nếu mà bên phía BG đai là nó phải nó bấm R liền luôn nè.
Hai team đã hack nhạo đang vụ đang vụ đang vụ đang đợi đây, đang đợi đây. Đội đứng đợi sẵn rồi, đứng đợi sẵn rồi. Bay nằm xuống với lượng sát thương quá lớn trên này và sau đó On bị gây sát thương kéo trúng vào người đối phương, đó là Etit mạnh tung ra. Kaiden có dư sát thương và người má nó chài, nó mồi chài, nó mồi chài BOG. Đúng là mảnh hổ rình mồi mà. Huống mà Genji đã chờ sẵn cái pha băng chủ của BOG. À mày đúng một con hổ rình mồi luôn. Sẽ băng chủ ở khu vực đường dưới. Kin đã di chuyển từ trước đó rồi và Kennen cũng đứng ở ngay phía sau bộ đội đường dưới của Genji để thực hiện pha phản công. Nhưng Pay đã không có đủ lượng máu để chống chịu lại. Vô cắn con Senna một cái, đớp con Senna một cái. Rất là chuẩn xác cho việc là lao vô mày mày cắn em Pay mất rụp cái là rồ đó bốn thằng chạy ra. Vậy Pay bị hạ gục. Những cái điều quan trọng chính là khi mà El đứng ở rất là gần trụ như thế, anh ta bị nhắm vào, bị tấn công. Định mệnh vẽ gọi không được dùng ở tình huống vừa rồi đến từ bên phía của Pay, đến từ bên phía của El. Và cái giá phải trả là cả El lẫn On đều nằm ở tình huống vừa rồi. Và hiện tại các bạn trẻ con nha. Họ đã bắt đầu di chuyển lên mảng trên rồi. Bằng một cái cách nào đó thì Kin vẫn đang có xuất hiện ở đường dưới này. Nếu như anh ta lên đường trên theo một cái phương án thông thường thì Swin đã cam sẵn ở trong cái bụi ở đường trên đó. Và từ đó thì Genji ít nhất là họ có một pha phản công thành công như Chovy. Bây giờ sẽ là một tiền bị tấn công. Bola băng ném ra, Chovy tấp biến về. Và anh ta tấp biến về được. Kainen cũng đã tới rồi. Bola băng đổi tốc biến. Vẫn lời cho bên phía của BLG. Rất an toàn mặc dù đã có được giày thủy ngân. Tuy nhiên Chovy đánh giá đó là một pha tấn công với ba thành viên của đối phương. Thì nếu như anh ta tiếc phép bổ trợ tốc biến, anh ta vẫn có thể sẽ phải trả một lượng máu rất lớn. Và chúng ta đứng nó rình kìa. Muốn xử lý tấn công băng trụ của BLG, họ đã bị đọc. Chỉ chờ thằng Nai lao qua tường là kèn nhà nó kích đứt nó lao lên liền. Vẫn đủ để giúp BLG có được một mạng. Nhưng pha phản công ngay sau đó đến từ các thành viên phía Genji cũng đã mang lại cho họ hai mạng trúng hai. Họ cũng phải trả giá nhất định ở tại khu đường trên với những lớp kiến trụ được khai thác dành cho Khmer của Bin. Nhưng sự chuẩn bị của họ là kỹ càng rất là nhiều. Một cái góc đứng mà khuất tầm nhìn đến từ phía OK nhìn đối phương hoàn toàn không biết anh ta đứng sau lưng cặp đôi khu vực đường dưới. Và đến khi anh ta xuất hiện cùng với sự hỗ trợ của Lehen và thêm cái là Kin, họ làm rất là tốt cho cái việc là họ nhắm vào El. El mất thanh tại El mất tốc biến, anh ta vẫn bị kéo về, vẫn bị hạ gục. Genji đang thiếu nhiều tốc biến lắm á. Ba con sâu được kiểm soát đến từ BLG, họ đã có được một con sâu từ trước đó rồi. Vẫn đánh à? Swin đang đứng ở một góc khá là khó để có thể tiếp cận và bảo kê dành cho những người đồng đội của mình. Hai con sâu, hai sâu vẫn ngon. Quyết định của BLG đó là lấy hai con sâu này. Genji được 4 sâu vẫn kích được. Vẫn kích được vậy là sau khoảng mấy con bò nhỏ. Bước sang phút thứ 12 rồi. Và hiện tại thì cả hai team đều chỉ tranh nhau một chút tiền mà thôi. Dòng BLG họ có được một con, sâu Genji họ có 4, BLG họ có 2. Vẫn có được ngưỡng sức mạnh 4 sâu dành cho Genji với đội hình của mình ở tại khu vực cánh trên. Và đó là một pha mà bên phía của BLG xác định là họ sẽ không thể giao tranh khi không có cái bola băng hàn của Swin. Và họ quyết định để cho Nai ở khu vực đường dưới tiếp tục đẩy, chứ không phải là một cú dịch chuyển đến từ Nai lên khu vực cánh trên để giao tranh, do là đang thiếu tài nguyên. Và cả hai bên đánh đổi xong một hồi thì các bạn thấy là ván đấu đang thực sự là ván đấu cân bằng, với chênh lệch về tiền không quá nhiều đến cả hai bên. Và Swin đang chuẩn bị có pha tấn công lên khu đường trên nhắm tới một Twitter Fate không còn phép bổ trợ. Nhưng trong khoảng thời gian này Swin vẫn đang trong thời gian hồi của chiều cuối. Rõ ràng thì Bien ta cũng muốn tấn công, nhưng khi anh ta nhận ra vấn đề, anh ta không dám đứng quá cao tình huống vừa rồi. Anh ta đứng càng xa càng tốt, đúng bóng phi thân đến từ Bien. Và nếu như không bị tiếp cận bởi con Camille, không bị dính chiều cuối Camille thì rất là khó cho bên phía của Swin để hỗ trợ. Đi về nhà mua trang bị, Swin chỉ có mình là trang bị đầu tiên. Trong khi đó bên phía bên kia thì Kainen đang nhỉnh hơn và Swin là khoảng 500 tiền. Sẽ sớm có trang bị mà thôi, đây sẽ là người sức mạnh rất là khác khi một con Seojuni lên trang bị hỗ trợ. Trong khi đó bên phía bên kia sẽ là một vị thủy quái đến từ bên phía của Kainen. Đây là một khoảng thời gian khó khăn dành cho Genji, bởi vì ở thời điểm này rõ ràng là Kalista của El là quá mạnh, anh ta đã có được một món lớn rồi. Hơn nữa thì cặp đôi Seojuni không có kiểm soát hành vi nha. Còn Kermi bên phía bên chứ kia gì nữa, đánh đúng kiểu một mảnh hổ rình mồi luôn. Và từ đó thì hiện tại Genji họ đang chia người ra để kiểm soát tầm nhìn trước đã và sau đó. Má đúng ngọa hổ tàng long mà. Ở các đường và từ đó thì họ mới có thể đi ra những khu vực sông và cắm mắt kiểm soát những mục tiêu. Đây là con rồng nguyên tố thứ hai của ván thi đấu và Bin không có dịch chuyển, anh ta bắt buộc phải là người về nhà có được tam hợp kiếm và đi bộ xuống cánh dưới. Trong khi đó người có dịch chuyển là Nai sẽ được cắt cử lên khu vực cánh trên bản đồ. Và Kin anh ta có cú định mệnh để có thể tham chiến, anh ta kích hoạt nó sớm để lấy tầm nhìn. Với lượng thông tin tới từ cú chu cuối của Kin, Genji đang biết tất cả vị trí đứng. Genji thiếu một cái tốc biến chỗ ông Chovy. Họ tin rằng với lượng sát thương của mình và hiệu ứng khống chế trên người của các thành viên thì họ muốn dùng vào một người. Ôi BLG nó đếm ghê luôn. Nó trúng vào người của Lehen, Lehen che chắn rất tốt. Swin anh ta ném bola băng lại tiếp tục trúng vào Lehen. Lehen có được một cái lượng khiên búp lên. Nào chạy được chạy nè. Ăn xong nào chạy được chạy đó. Rồng đã có dành cho Genji rồi. Và tạm thời thì Genji họ đã có. Má BLG nó đùa ngu rồi này, má nó tỉnh ghê luôn á. Họ không muốn đánh, họ đang muốn đẩy ở đường giữa. Đó là cái mục tiêu mà dễ dàng hơn và an toàn hơn dành cho BLG. Một cái nhịp tấn công mà bên phía của Genji họ biết rằng đội hình của mình đánh từ dàn trước ra sau rất là khỏe, chống chịu đến từ Lehen, hiệu ứng khống chế dồn vào và Lehen anh ta ăn trọn một sát thương đến từ bên phía của BOG. Khi bây giờ El anh ta không đứng tấn công vào người của Lehen được, tại vì anh ta dính cú móc dính thêm cả sát thương đến từ bên phía kia gần như sẽ bị nằm. Đó là một nhịp mà Genji anh ta tập trung cả 5 người và khi đó họ có lợi thế về người trước so với đối phương.
một cái góc đứng đến từ bên cảm giác là không thực sự là hợp lý. Tại nếu như anh ta vào với lượng trang bị này phá lung trụ không phá được chứ đúng không? Còn nếu như anh ta dí một cú thủy lô tập nhiệt phá được chứ, nếu mà hai nằm xuống nhanh với lượng chống chịu quá hạn chế của một con Kermiu. Trong khi đó thì BLG không có đủ tầm nhìn trong pha vừa rồi. Pha bô la băng hàn của Swain nó gần như chỉ là đoán định là đối phương phá, ở trong đó vẫn nhưng còn không biết người đứng đầu lại đang là Lehen, và Lehen thằng Swain với Nai nó không muốn lộ mặt nên lượng chống chịu của Lehen nãy giờ đang không lộ mặt, có thể chống chịu cả đại băng tiễn cả bô la băng hàn mà anh ta không gặp vấn đề về mặt chống chịu. Trong khi đó thì với lượng sát thương tới từ móc dây thủy quái, anh em nhấn lại cái livestream luôn nha, đánh tay nhấn lại đi anh em, đang không có tình huống gì căng thẳng này. Chuẩn bị kỹ càng cho tình huống ăn rồng trước đó, một con bài TF có được double kill ở đường dưới, sau đó anh ta đẩy đường trên bay xuống và tạm thời tạo ra một cái thế hơn người dành cho Gen Z, và họ đã có được con rồng với việc mà họ kiểm soát tầm nhìn tốt hơn. Cảm ơn bạn Thanh Sơn nha, hàng nó đối tác chiến lược mà. Bây giờ thì BLG họ đang bắt đầu muốn kiểm soát con sứ giả khe nứt này, còn Gen Z họ muốn nhắm tới cái trụ đầu tiên của ván thi đấu, bởi vì ở thời điểm này chưa có được cái trụ nào phải đủ phá trụ nào, với việc là có 4 sau không khả năng chủ vị chưa có tốc biến. Ừ, không, nhưng mà Bin. Bin đang tới, Bin đá một người đối phương, Bin bị sư chắc lại thử cho tầm nhiệt tung ra và Bin lại ta bắt buộc phải lùi về. Như vậy là giữ chiều ác vậy. Trụ 1, trụ 1 của Genji rồi, trụ 1 của Genji rồi. Thì người có được trụ trước là các thành viên của Genji. Cũng không phải là nhiều tiền lắm, chính là không phải nhiều tiền. 500. Chỉ là hai sau hư không và đó là Nai đẩy chứ không phải là một chất tướng như kiểu Camille. Cho nên tốc độ đẩy thì rõ ràng là Genji anh ta nhỉnh hơn. Má hai bên đánh ghim lại dữ ha. Rất là nhiều nha. Mình tưởng pha đó chu vi nó rờ thử coi nó lấy được cái rờ của Bin không à. Nhà Bin nó cũng tỉnh, Bin nó còn cái E nữa. Vừa rồi của Bin nó cũng không đủ để tạo ra một pha tấn công có lợi cho bên phía BLG. Càng điên. Lựa chọn đó chỉ là Lehen, một Nautilus có quá nhiều trang bị cộng giáp tại thời điểm này. Và Lehen chỉ đơn giản nhấn một cú chu cuối sau đó rút lui mà thôi. Và Gen Z là những người có được lợi thế với chiến công đầu về trụ. Lehen bung cái R luôn rồi. Nó chảy vào túi của những người chơi như là Kim và Cannon. Họ thực sự sẽ là những người gánh được lượng sát thương cho bên phía Gen Z. Bản đồ đang dần được mở ra, rõ ràng là bây giờ thế trận của cả hai team đang rất tương đồng với nhau, rất cân bằng với nhau. Và những có một chút xíu lợi thế dành cho Genji ở đoạn này khi mà có team băng nè. Trận đường đơn cũng sẽ tạo ra những dấu ấn cực kỳ quan trọng. Cannon anh ta ném ra những cái lãnh thổ sương đèn và tạm thời anh ta đang muốn dấn lên một kỳ bài trang đây đang muốn tấn công ngược xuyên né luôn mà vuốt áo hôn gió tung ra đó không trúng đối phương nữa. Cannon anh ta sẽ kiểm soát được con cua này. Cú chiêu cuối đến trời đó. Rồi định mệnh tung ra có. Rồi thằng Xuyên kẹt rồi. Đối phương Xuyên bị kẹt lại xoáy trúng vào người của Xuyên. Xuyên bị giữ chân lại liên tục và mạng dành cho Pay. Một pha xử lý rất quyết đoán đến từ Gen Z và lợi thế cho họ chính là lợi thế về người ở khu vực đường giữa. Tuyệt mệnh được sử dụng nhưng on này ta sẽ lùi về được và tiếp tục là một tình huống pressing ở đường giữa này, trong đó đường dưới thì Bin đang đẩy. Bin có được trụ một đường dưới nhưng tất nhiên là cánh trên của BLG. Cái team băng đoạn này đang khó chịu nha anh em, cái team băng của con Nautilus đoạn này đang khó chịu cho bên phía của BLG đó. Từ cả 4 thành viên của Gen Z. 2 AD, Camille với lại Zuni thì gặp cái team băng hơi khó chịu xíu á. Nhưng rõ ràng là Gen Z lời. Thứ nhất trụ một đường giữa là cái trụ một quan trọng hơn trụ một đường dưới. Thứ hai là họ đã có mạng trong pha vừa rồi. Và có được cái trụ một khu vực đường giữa nó mở ra khả năng tấn công rất là khỏe từ defense kia, bảo khả năng dùng cho mình nơi chiêu cuối ra sau lưng đội hình đối phương để phối hợp với dàn tuyến đầu đó chính là Nautilus. Đại bằng tiện tung ra lần thứ hai không chính xác ở từ on, nó khiến cho bên phía của Billy mất cơ hội tấn công. Các bạn thấy Genji không? Nó biết là nhiều CC. 1 2 3 cái dây thủy ngân rồi, cái dây bạc là của thằng Bay đứng sau. Điều cần thiết họ có trụ, họ có dọc. Và đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà tại sao bên phía của Genji họ dồn tất cả mọi thứ vào Swain để lấy mạng vào. Swain đồng đội quá, Swain đứng lại một nhịp, Swain quăng cái bô la băng để hỗ trợ cho Nai nữa. Đến từ Nautilus khiến cho một Sejuani cũng không có đủ khả năng chống chịu trong pha. Swain quá đồng đội pha đó luôn. Hài lòng với mã hạ gục dành cho Bay cùng với một trụ đứng giữa mà họ kiểm soát được. Đây chắc chắn sẽ là một lợi thế trong việc tiến ra con rồng nguyên tố thứ 3 của ván đấu dành cho Genji khi họ có được trụ một đường giữa trước sau với đối phương. Từ nãy tới giờ thì Genji luôn luôn chủ động đi trước sau với đối phương kia, chắc chắn là không lại rồi. Nhưng mà nó phải né ra và sẽ dùng R để nó mở giao tranh với đồng đội. Chứ làm sao mà con TF đánh một bộ với con Camille được? Nó đá vô gãy cái đầu. Không có dành cho phía của Swain và Nai. Và đúng như anh Tùng nói bây giờ. Lát nữa thì thằng Bin nó sẽ đánh đẩy lẻ. Kim cũng sẽ tìm cách đẩy lẻ nhưng mà nó đẩy lẻ một nhịp sau nó phải rờ chung với đồng đội để nó không phải là cái lợi điểm dành cho nó đánh với đồng đội thôi chứ làm sao mà 1-1 lại. Với Nai tách ra một hướng, Bin tách ra một hướng và đi cùng với là On với El thì đó sẽ là Swain. Tôi nghĩ đồ này thì chưa giúp cho Bin này ta 14.8, 14.9, 14.8 thì phải. Rất dễ dính CC. Không, MSI là đánh 14.8 không phải là cái bảng gần nhất của các bạn đang đánh đâu. Một là họ sẽ để cho Kermiu đẩy lẻ bên cánh và bỏ con rồng này. Hai là họ muốn cạnh tranh con rồng nhưng cái góc vào đến từ Bin cũng phải hết sức cẩn thận. Và rõ ràng là chất tướng không ủng hộ các thành viên của Bilibili mình nên họ cần phải là người phải vội hơn trong những tình huống tiếp cận những giao tranh tiếp theo. Đây là cú dịch chuyển tới từ Lehen để họ có Swain không tốc biến ra khu vực hang rồng sớm hơn so với BLG. Tốc độ ăn của họ cũng là khá nhanh nhưng BLG cũng đã có đầy đủ 5 người tại đây. Bin đang đứng một mình một cánh. Đây là một thông tin rất quan trọng. Rồi đã bắt tiếp thu ra nó trúng vào người đối phương. Ồ, chu vi dính. Xuống rồi.
anh Bin anh ta đang chờ để tiếp cận người đối phương. Dính trúng Châu Vi. BLG họ đang càn lên lên bị tấn công. Anh trúng đang quan trọng nhất. Không rõ trúng nữa chết nhiều á. Cứu nhau là chết nhiều á. Chúng ta rất đẹp nhưng tôi thư gửi ngang vào Kim. Kim đang cố gắng gây sát thương nhanh ta không có lượng sát thương cần thiết để kết liễu bất cứ một thành viên nào. Mây đang chạy. Ba mạng dành cho BLG. Chỉ là 18 phút 45 giây mà nguyên một đống đứa trúng thẳng mặt Châu Vi. Đó sẽ là ba rồi cho BLG. Nhưng bây giờ sẽ là trụ hai khu vực điểm cho họ, cho một pha tranh mà họ nhắm được vào Châu Vi. Cái đại băng tiễn vừa rồi cũng có nhà ngục băng giá. Không có ai che dành cho Châu Vi cả. Lehen có thể che. Nhưng anh ta chọn cách là đứng ở phía sau, anh ta đang muốn đợi cái nhịp mà đối phương lao vào. Nhưng rõ ràng khi cái nhịp mà hôn gió từ nay nó quá quyết đoán đi và nó khiến cho Châu Vi nằm xuống và không kịp làm gì cả. Anh ta chết chay ở pha vừa rồi. Vâng, và đó là một pha đại băng tiễn mà đội bên phía Genji đã bị phần nào đó phân tâm sau pha bọc cánh đến từ Bin. Lehen có ý định đứng cản Bin tạt cánh. Lehen không phải là nó không muốn che mà là nó đứng nhìn về phía của thằng Bin. Của BLG để họ kết liễu ngay lập tức con Orion. Thằng Bin nó đứng ngay góc đó, thằng bên phía của Genji nó biết. BLG chính là việc họ dùng con rồng để chặn những cú kéo đến từ bên phía của Lehen. Hai cái người mà để băng vào để muốn tấn công vào Châu Vi sau khi Châu Vi dính đại băng tiễn. Mình nghĩ là Genji nó phải sử dụng những cái pha R của Kim sớm để đánh trước mục tiêu á, bắt phải bắt lẻ. Chứ nếu như lao vô 5 năm với nhau á là rất là khó cho Genji. Con rồng là một cái công cụ. Con tí ép không phải là con tướng mà đánh 5 năm mạnh. Nó phải dùng cái R sớm á. Tóc biến còn, chiêu cuối còn nhưng ta không làm được gì cả. Kainen cũng không có sát thương nữa, rõ ràng đội hình của Genji khi tụm lại với nhau 5 người là rất mạnh. Nhưng Lehen đi lẻ là thứ mà giúp cho BLG họ có được lợi thế rồi. Phiêu tung ra tấp xoáy về rồi để né luôn con xoáy này. Kim nằm gây sát thương và sau đó lướt về một nhịp nhưng vẫn nằm xuống. Đó là cái bài săn đủ đam rồi. Như vậy là một đội một đang bị tiếp tục ra. Pay là người né được bài tên đam bài tiết này và Châu Vi cũng là như vậy. Tạm thời BLG họ cái bài săn nó đủ đam rồi. Cận dàn đường sau của đối phương. Nhưng có lẽ rằng Genji họ đã lùi về với một vị trí an toàn rồi. Kennen đang tới, đang tìm vào người của On. On này ta có tấp biến, nhưng On rất bình tĩnh. Kennen là người bị gây sát thương, anh ta lên băng diệt nên là rất yếu, bắt buộc tuyệt mệnh để lùi về. Lehen đang cố gắng chạy và anh ta chạy được. BLG họ đang có quyền để kiểm soát những mục tiêu tiếp theo. Bùa xanh là thứ mà họ đang cần. Nhưng bây giờ Genji đang lùi bùa xanh về và sau đó bùa là băng đẹp đấy. Bùa là băng ném tặng Châu Vi. Châu Vi có đồng hồ. Nhưng bây giờ thì El đang tới. Châu Vi tấp biến về. Anh ta đang được che chắn. El đang phi shot á. Nhưng Lehen quá yếu và Lehen sẽ nằm mạng dành cho El. Bên đang bị gây sát thương, anh ta đu về nhưng có định mệnh được tung ra. Liệu tới có ai đây? On là mục tiêu được chọn. On dính bài. Có hay vì ta kéo về hay vậy. Nhưng El anh ta cũng sẽ về được anh chàng đầy. Kainer đang tới, anh ta chạy trước đối nhanh. Nhưng giao tranh dừng lại đây và BLG là người thắng lợi. Có lời dành cho BLG, họ dứt điểm được đó là Lehen. Khi mà bên phía bên kia gần như nhẹ nhàng rút ra, không mất cái tốc biến nào anh em. Không còn chiêu cuối tình huống vừa rồi. Dạ mang. Chiêu cuối không vừa đường trên. Và rõ ràng BLG họ nhận ra vấn đề này. Họ tấn công vào, họ nhắm vào được đó là hỗ trợ của đối phương. Nhưng đó là hỗ trợ với rất là nhiều lượng trang bị nhưng mà vẫn phải nằm xuống trước sát thương đến từ 4 thành viên của BLG. BLG bắt đầu có những pha kích tốc của họ và đã có những lợi thế nhất định dành cho BLG sau những tình huống tấn công vừa rồi. Họ đang là những người dẫn được về mạng hạ gục. Trước đó thì con rồng nguyên tố thứ 3 cũng đã thuộc quyền kiểm soát của BLG. Tiền họ cũng đang nhỉnh hơn so với Genji, đâu đó khoảng chừng có số 2.000 tiền. Và xung quanh khu vực bờ sông lúc này đang thuộc quyền kiểm soát của BLG, một đội hình mà họ cũng có khả năng bắt lẻ vô cùng mạnh với đại băng tiễn, với những pha phi hồ hôn gió của Nai. Kim đang phải chết thôi. Rồi khi người ta né được hôn gió, Nai và tiếp tục ra cũng né được luôn. Và Nai bắt buộc phải hôn anh ta lùi về với hồ. Kéo chú vào người đối phương, đó là On. Rồi, có chiếc cuối cùng ra đến từ Nai. Nai ơi. Nằm xuống rồi, hôn gió để lùi về đến từ Nai. Và El cũng là như vậy. Kim né dẻo ha. Không ai lao tới bởi Genji. Kìm né dẻo đó. Pha giao tranh này. Đây có thể gọi là sai lầm đến từ BLG khi một pha mở phi hồ hôn gió từ hôm nay lại không chính xác. Nó mở ra cơ hội mà phía của Genji đang muốn kiểm soát hang Baron ở thời điểm hiện tại. Bắt buộc cho BLG phải kêu người ra khu vực đường giữa. Có một tình huống mà Bin ta di chuyển xuống khu vực cánh dưới nhưng ta không dám đi quá xa nha. Đi xuống tới gần khu vực sông, khu vực rồng, bắt buộc cho mình nó hạt không nổ. Quay trở lại khu vực đường giữa tại vì di chuyển của ta không có. Nếu như xuống khu vực đường dưới, đối phương mở Baron rất nguy hiểm cho BLG. Vâng, và đó có thể gọi là một tình huống tấn công có ý đồ của BLG. Chỉ là Kim né quá ghê trong pha vừa rồi mà thôi. Khi mà anh ta đứng rất gần so với Nai nhưng anh ta vẫn lách được cú hôn gió. Anh ta lách thêm cả đại băng tiên tới từ On nữa và chuyển hóa pha tấn công của đối phương thành một pha phản công xuất sắc cho bên phía của Genji. Pha đó mà hôn gió trúng là chết chắc luôn. Tại vì đam, các bạn thấy không, đam của con Ari nó nhiều như quỷ. Thì BLG họ cũng sẽ không thể nào phát động tấn công được và lấy được cái trụ đầu tiên ở đường giữa này. Dính cái hôn gió đẩy cái R của đại băng tiễn vô là chết queo luôn. Khi an toàn để giúp cho những người chủ lực của mình có thể farm và tựa đó vào đó để có thể nhắm tới là những mục tiêu lớn tiếp theo, ví dụ như là con rồng tới chẳng hạn. Nhưng Genji bây giờ họ biết rằng mình không cần phải vội.
Tôi đang thắc mắc là liệu họ có muốn đánh giao tranh tiếp theo không, bởi vì bây giờ các bạn có thể thấy là Bin Eta đã có được hai máu chậm lớn rồi, khả năng đẩy cánh của anh ta là cực kỳ mạnh mẽ ở thời điểm này. Nhưng mà cái lượng sát thương của Chu Vi hiện tại cũng đang tương đối là hạn chế, trang bị của anh ta đang bị dừng lại cho mình, đó là cái đồng hồ cát chưa lên hoàn chỉnh. Sao mà đoán được mấy cái trận này, sao mà đoán được? Thì đúng, thực lực là hai đội này nó cũng không có chênh lệch nhiều, nhưng mà làm có tới vắng năm không là cũng không thể nào đoán được đâu. Nhiều yếu tố lắm. Thì đây là một sát thương rất là khỏe từ của Ari không được cho BG. Tiếp tục sẽ là một tiếng giao tranh tại con rồng. Đơn giản là BG đã đánh nhiều nãy thôi đúng không? Chiên biến ra cánh. Lại phải bắt lẻ đến từ phía Genji. Bola Bang ném trúng Kim rồi, nhưng Kim đây ta lùi về đã bắt tiên trúng vào ngực của Lehen. Lehen chịu không nổi à. Chạy Lehen từ lớp tâm nhiệt tung ra, nhưng Lehen là người đang tới. Không đủ sức chống chịu rồi, không đủ sức chống chịu rồi. Đội hình của Genji không đủ sức chống chịu rồi. Cúp rồi. Baron luôn rồi. Chovy sẽ nằm xuống ở trạng này, ta có được một cao rồi. Nhưng trước đó là Kim và cuối cùng là Chovy. Không đủ chống chịu. Xoay đến từ Chovy trong pha vừa rồi và anh ta cũng không còn tốc biến nữa. Đồng hồ của anh ta chưa được nâng cấp và đó là một pha tranh thắng lợi dành cho BLG với một pha họ có một con mắt. Một con mắt cúp rồi đó. Một hit đánh đến từ BLG cho họ thông tin. Một có thấy cúp rồi đó. Từ Genji, họ mở thẳng và Lehen người không có kháng phép tại thời điểm này và Nai đã có một chịu không nổi. Xuất sắc để khiến cho chịu không nổi sát thương. Lên người giúp BLG càn vào với pha bọc sau đến từ Bin. Một dòng nguyên tố một bây giờ BG nó kiểu như nó quăng hai cái R băng tộc vô là chúng con nào nó chơi con đó, không nhưng không quan trọng là con nào. Đối phương không có kháng phép và câu chuyện chính là Ari rất nhiều sát thương dành cho bên phía của Nai. Anh ta khiến cho bên phía của Lehen gần như không làm được gì cả tình huống vừa rồi. Baron cộng với rồng một cái thời điểm bên phía đại băng tiễn với lại Bola băng bây giờ trúng ai là cũng chơi hết. Thúc lại hoàn toàn. Và thời gian trôi đi, Lehen bây giờ cũng không đủ trâu để anh ta có thể che chắn như trước. Không có kiểm soát hành vi nha. Và BLG họ rất kéo ở trong pha giao tranh này. Họ thằng nào cũng được Lehen, tại vì bây giờ không không có ai bên phía của Genji đủ khả năng chống chịu hết. Vâng, và liên tục là những pha kích tốc xuất sắc của BLG ở giai đoạn giữa trận. Họ đã giúp cho Nai có được rất nhiều mà vâng, sao cho mang nha. Hỗ trợ anh ta rất con cơ mưu cuối của cực kỳ nhanh với hỏa quần. Con cơ mưu cuối của tụi BLG quá hay luôn anh em ơi. Đó thì phía bên kia Orianna của Chovy anh ta có thể làm xuất sắc trong con cơ mưu cuối này hay quá. Nhưng nó khiến cho con TF nó mất đi cái giá trị đẩy lẻ. Có nhiều những cú xoáy mà Chovy tác động từ vào danh với BLG. Và nó khiến cho cái việc chọn TF của bên phía Genji nó trở thành một cái đó là thời điểm Bin cầm cho mình đó là hai trang bị bên phía một cái vấn đề tại vì con TF không đẩy lẻ được mà đánh giao tranh 5 năm cũng không được. Tuyến đầu đến từ phía của Genji nằm xuống rất là nhanh trước sát thương đến từ phía của Nai, trong khi đó Bin chỉ một nhịp vào mà thôi cho mình đã tạo hợp kiếm kích cho mình đó là rìu mảng xà. Chống chịu của đối phương không có, khai nhìn gần như bốc hơi tình huống vừa rồi trước sát thương từ Bin. Bây giờ BLG họ đang muốn kiểm soát cái phần rừng phía trên để giúp Phát Nguyễn nha đẩy cao cái tân lính và áp lực lên cái trụ thứ hai ở đường trên này. Khi mà Bin đang xanh thì anh chàng này có nhiều lựa chọn hơn trong việc là set up những tình huống cho những người đồng đội của mình. Và hiện tại BLG họ đang nhắm sang hai cửa của đối phương. Đánh như thế này thì Genji họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Baron và Play đang là con số khoảng 1k7 tiền và vẫn còn khoảng 1 phút rưỡi để BLG tiếp tục gia tăng thêm con số tiền này với những cái trụ ngoài của Genji. Ông béo nha. Đó chính là trụ hai ở khu vực đường trên. Họ đã có được đẩy khu đường giữa tốt, họ có được đẩy khu đường dưới tốt. Họ sẽ lên khu đường trên hỗ trợ cho Bin trong việc tấn công nơi mà Chovy đang cố gắng phòng ngự với một Orianna chỉ là hai trang bị mà thôi. Và trụ này vẫn còn rất nhiều thời gian để BLG có thể lấy được nó với những áp lực mà họ có khả năng mở từ xa đến từ đại băng tiễn hay là Bola băng hàn và những pha bồi hiệu mong vũ trụ nha. Nhưng mà rõ ràng thì Genji có khả năng phòng ngự rất là tốt với Orianna và thêm cái đó từ đó đứng dậy tuyến đầu khi mà trụ nó vẫn còn. Trong khi đó bên phía bên kia thì BLG không việc gì phải vội cái mất đại băng tiễn. Tiếp tục trúng người Chovy. Chovy đã có đồ cát rồi, anh ta cũng vừa hồi tốc biến xong bấm đồ cát trước sau đó thì có thể là tốc biến về sau, tốc biến về nhưng vẫn bị dính Bola băng lao thẳng vào đến từ Nai. Hắc ám soi rõ góc rất đẹp đến từ Pay. Nhưng bây giờ thì bên phía của Genji họ có muốn lên được không? Họ không lên được. Lên che hay Lè bị giữ chân lại, anh ta lùi về được. Nhưng những cái trụ này nó sẽ nằm xuống ngay sau đây. BLG họ lời về máu. Một pha tranh vô cùng căng thẳng diễn ra đến cả hai bên và thực sự là không ai phải đồng thủ pha vừa rồi cả. Nhịp bóng đồng hồ của cẳng như dây đàn luôn. Anh ta thậm chí deny luôn chiêu cuối của Bin. 6.000 rồi, 6.000 tiền cho BLG rồi. Đến từ bên phía của Bilibili Gaming và thoát chết trong gang tấc. Một cú hack ám sát dọc đội hình của Genji cũng như dọc đội hình của BLG đến từ Pay cũng đã là tiền đề tốt để Genji có thể thực hiện một pha phản công. Nhưng rất tiếc là sự thua thiệt về mặt trang bị tại thời điểm này nó khiến họ bị thiếu sát thương dứt điểm. Và với Genji thì họ lưu về an toàn với cả 5 người. Chủ hai khu vừa trước họ không còn nữa, trong khi đó BLG hài lòng với tình huống vừa rồi. Họ lấy tốc biến đến từ phía của Chovy để sẽ mở ra công tình huống tấn công ở tình huống tiếp theo khu vực đó là hàng rồng. Thằng Bin nó lúc nào nó cũng đứng. BLG bây giờ những cái lượng trang bị thằng Bin lúc nào nó cũng đứng mấy vô mấy cái pha rồng nó lúc nào cũng đứng chéo cánh với đồng đội của nó làm cho từ Genji nó bị lên cho mình nó một trang bị áp lực kinh khủng với con cơ miêu này luôn. An toàn nhưng nó cũng khiến chất lượng sát thương đến từ bên phía của tại vì nếu như Genji mà đẩy thằng Lehen ra che thì cái góc bên kia không có ai che. Chúng hôn gió nằm là cái chắc và các bạn có thể thấy là Nai ta di chuyển khéo như thế hơn là nãy giờ nó không gió trúng ít trúng nhiều hơn là chắc là cũng đái máu mà.
cũng cúc mẹ rồi. Cúc rồi. Tầm này bây giờ chỉ có về Chu Vi mà lệnh sóng âm 6 người, 7 người thì cứu được cái game này. Đó là một bản đồ quá thoáng cùng với cách biệt về tiền là con số hơn 6k tiền. Và đặc chứ không là không nhìn thấy, không thấy cái hy vọng nào nữa rồi. Ông Nguyễn Hiếu nha. Cánh của họ là một Kermit 3 trang bị 315 KDA, mặc dù là một Kermit bị đổi đường. Hay đường dưới của họ đang là một Kalista. Này hùng gió. Này ơi. Hùng gió nó chưa chuyển sang từ nay, nhưng sát thương của anh ta bây giờ gần như, nếu như hùng gió bất kỳ một người nào cũng sẽ mất đi một nửa lượng máu, thậm chí là cả Lehen. Gen Z cái khó của họ bây giờ chính là họ không có khả năng chống chịu, tại vì với Nautilus tại điểm hiện tại chống chịu của anh ta chỉ với 2 trang bị, mà bên phía bên kia đa phần là 3 trang bị chủ lực đến từ các chủ lực của bên phía BOG rồi. Bây giờ thì BOG đang sẵn sàng cho tình huống họ muốn chiếm khu vực rừng của đối phương. Linh hồn rồng trong ván thi đấu này là linh hồn rồng hóa kỹ. Tôi thấy đây là một khá tuần nha. Khá ổn dành cho BOG. Bởi vì cơ bản là bên phía của Gen Z họ có nhiều hơn. Mở 5 tuần nha. Và với việc mà có được những cái tình huống mà giảm đi khả năng. Khó nha, khó cho Gen Z rồi nha. Thì hút máu với cái lượng máu thấp đến từ pin thì nó sẽ là một cái vũ khí rất mạnh dành cho BOG trong những tình huống có thể là đẩy lẻ. Con rồng này không đi ra được đâu nha, con rồng bắt buộc phải bỏ rồi. Chuẩn bị xuất hiện rồi. Bỏ rồi. Không thể nào tiếp cận được rồng. Làm gì có tầm nhìn mà đi ra đó chỉ có chết rồi. May đó chỉ là một linh hồn rồng hóa kỹ chứ không phải là linh hồn rồng đất hay là linh hồn rồng lửa hay là linh hồn rồng nước dành cho bên phía BOG. Nên là Gen Z có quyền suy nghĩ đến câu chuyện buông bỏ con rồng nguyên tố tiếp theo của ván đấu để có thể farm nhằm có thêm cái lượng trang bị về mặt sát thương. Họ đang gặp vấn đề rất lớn về mặt sát thương dứt điểm. Bây giờ thì Gen Z họ muốn kiểm soát khu vực trường nhé. Vừa rồi như rõ ràng BOG họ cũng không cho đối phương có quá nhiều thời gian. BOG di chuyển ra bắt buộc Gen Z phải lưu về. Với cái thời điểm hiện tại thì Pay có cho mình đó là 92 cái điểm hồn của anh ta. Cũng không phải là quá nhiều ở phút thứ 30 của ván đấu. Đây cũng là một con Senna với cái lượng trang bị như thế này với 92 hồn. Tôi không nghĩ là Senna này. Cảm ơn bạn dấu tên nha. Tấn công vào những dàn tuyến đầu đến từ bên phía của POG. Tại vì dàn tuyến đầu của họ có rất nhiều sự cơ động bây giờ móng vuốt Serac. Ngoại trừ cái tỷ lệ hôn gió của Nai nó hơi thấp một tí. Không đó không phải không thấp lắm, tức là những pha quan trọng nó vẫn hôn trúng. Thì POG đang đánh ván này rất là tốt. Tất cả cái đội hình của BOG anh em, hồi nãy mình nói là bên phía Gen Z ít tăng chứ đội hình của BOG cũng có tăng đâu. Ở thời điểm hiện tại của ván đấu khi bây giờ Baron 25 gì nữa ra. Chỉ là tụi nó vận hành nhỉnh hơn so với Gen Z thôi, chứ đội hình của nó cũng có một tăng thôi mà. Lehen một tăng thì bên kia Nia Xuyên cũng một tăng. Đây là bây giờ thì Gen Z họ có thể sẽ gặp có đã bị tiếp tung ra. Thì Kennen chịu rất nhiều sát thương, định mệnh được bật lên xoáy tung ra có định mệnh. Chu Vi đánh ván này rất nhạt nha. Xử lý quá tuyệt vời bởi BLG, nhưng bây giờ họ muốn đánh hay là họ muốn nhắm Baron đây. Kim bấm đồng hồ né luôn bộ la bàn. Lehen rất đẹp đến từ Lehen. Hồi pha nó mà còn rờ là thôi. Có thể hỗ trợ và Lehen sẽ nằm xuống ngay trang đây. Giật tay vào chiếc đủ. Pha nó còn rờ là lật được rồi đó, thôi xong rồi. Gửi thẳng của Pay, Pay thấp báo Pay không bắn được chiều cuối. Và anh ta phải trả giá tấp biên lên đến từ pin để chạy thêm một nhịp nữa để giúp cho Suy ta lao tới. Nhưng hai mạng là đủ để giúp cho BLG quay trở lại Baron. Lehen làm cái quá đẹp một lúc đó Chu Vi không còn lệnh sóng âm nữa. Thì không có sát thương để dồn vào tại vì cú xoáy đã dùng đến từ phía Chu Vi rồi. Và cái nhìn với lượng trang bị này anh ta cũng không dám lao vào tình huống vừa rồi. Sát thương của tụi bay là quá hạn chế đi. Kim thì anh ta cũng muốn tấn công nhưng không đủ tầm ở tình huống vừa rồi. Và rất là nhiều sát thương đến từ phía của Gen Z được nhắm vào người đối phương. Nhưng chỉ là đơn một sau Baron này là 10.000 tiền. Và bị mất một nửa lượng máu. Nhưng cái Strat của anh ta nó vẫn còn ở đó. Và bây giờ thì anh phía của Gen Z đang muốn di chuyển ra chỉ để câu thêm thời gian đến từ cái nhìn. Đang muốn giữ lấy con bùa xanh. Nhưng có vẻ như không giữ nó con bùa xanh rồi. Với cú trừng phạt, Kennen tạm thời vẫn giữ được bùa xanh trước khi rút lui, nhưng Baron bắt buộc phải buông bỏ đến từ phía Gen Z vì họ không còn đủ người để cạnh tranh với BOG nữa. Một pha tấn công mà BOG cũng đã có những pha nhấp nhả cực kỳ tốt. Họ lấy được cái lệnh sóng âm của Chu Vi chỉ bằng cú định mệnh vẫy gọi của El mà thôi. Và khi không còn cú lệnh sóng âm, lượng sát thương đến từ đội bên phía Gen Z thực sự là không còn để có thể giao tranh được nữa. Và xoáy cú đó, anh ta chờ Lehen nằm xuống anh ta mới vào. Và khi không có pha này có cái R một cái hồi xoáy 4 luôn rồi. Hai phép bổ trợ anh ta không thể thoát khỏi lượng sát thương tới từ pin. Mất cái R cái bên với BOG dễ đánh quá, dễ đánh luôn, cứ vậy lao vô đá rồi. Cảm giác rằng mình rất là gần đội hình của đối phương rồi. Và pin trước đó anh ta có một nhịp bị phát hiện bởi chiêu cuối từ Kim. Anh ta lùi về một nhịp, nhưng đến khi mà anh ta cần vào, một cú Q2 của anh ta khiến cho bay bốc hơi. BOG đánh quá ác. Bây giờ BOG họ đang có quá nhiều lợi thế rồi, họ có được bộ lại Baron, họ đã có được linh hồn rồng. Và những cái trụ ngoài của đối phương cũng đã nằm xuống rồi, họ đã cố gắng kiểm soát cái đường thông ra những cái cánh. Và từ đó thì họ có thể nhắm tới là hai lane khác nhau. Vâng, và lúc này cách biệt về tiền đã là con số hơn 8.000 tiền cùng với thế lính đẩy đến từ cánh dưới của BOG. Họ vẫn còn khoảng chừng 2 phút tới từ bộ lại Baron thứ hai của ván đấu để tiếp cận công trình bậc thềm của Gen Z. Gen Z sẽ phải phòng ngự như thế nào đây? Khó thực sự rồi, bây giờ thì có cụm cấm chọn game 2 xuống đường dưới này, nhưng điều này đồng nghĩa việc là phòng ngự gì nữa, đẩy ở đường giữa và cái trụ thứ ba ở đường giữa đã bị lấy đi rồi. Sau đó có thể sẽ là cả nhà lính, liệu có tấn công đây không? Đây On đã có được áo trong bóng tối rồi, cực kỳ khó bởi Gen Z và vô cùng bế tắc nấp sau một cái vùng sương đen đến từ một con bài Senna. Tuy nhiên chỉ ném ra được một cái bài vàng mà thôi. Và pin bây giờ anh ta thằng em nó quy một cái nhìn nó cũng mà
lũng người. Có định mệnh vẫy gọi có, và có luôn cả đầu nguyên tố luân đến từ L nữa. Áo chơi bóng tối bây giờ thì rõ ràng rất là hồi, rất là nhanh đến từ phía của Oil mà thôi. Rất là dễ dàng chạy trên phía BOG, họ áp lực ở cả khu vực giữa lẫn khu vực đường dưới, không việc gì phải vội đến từ bên phía của BOG cả. Họ vẫn còn khoảng chừng 1 phút đến từ Black Baron để có thể tiếp tục áp lực thêm vào những công trình tiến trong của Genji. Và Genji đã để mất đợt lính siêu cấp khu vực đường giữa. Trụ đường dưới bảo vệ nhà lính cũng chỉ còn lại khoảng chừng dưới nửa cây máu mà thôi. Và sải tay đến từ L chưa đủ, anh ta vừa mất thanh tẩy. Mất thanh tẩy đến từ L và anh ta lui. BOG đánh rất là kỷ luật. Sẽ là những cái động thái để cố gắng. Bên phía của Genji đánh con TF bắt lẻ được đúng một pha ở chỗ bãi chim bắt được thằng Xuyên đó anh em. Còn lại đội hình của BOG nó giữ vị trí cự ly đội hình tốt quá. Genji không tìm được cái kẻ hở nào để sử dụng cái định mệnh để bắt lẻ hết. Cái cự ly đội hình của BOG nó giữ trong ván này quá là tốt đi. Cái nhịp mà BOG làm rất là tốt. Đánh vô cùng kỷ luật luôn. Đội hình của đối phương ra, kéo giãn đội hình của đối phương càng xa càng tốt, tại vì vừa rồi là một nhịp mà đường không rướng không láo. Nó phòng ngự. Và khi mà họ kéo lớp khu vườn trên thì bắt đầu di chuyển đến tên phía của BOG, họ sẵn sàng cho pha đánh mạnh chỉ với đối phương. Khó chịu. Liên tục là những pha nhấp nhả đến từ phía BOG, họ thực sự là đang không muốn giao tranh làm gì cả, vì cứ chỉ cần đẩy lính là họ đã có được những đẩy lính siêu cấp rồi. Và hiện tại thì kỷ lục thép của BOG luôn á, và đem lại cho BOG tầm khoảng gần 3k tiền mà thôi, nhưng sẽ đem lại cho BOG một cái nhà lính. Và hơn nữa thì cái nhà lính ở đường trên đang có rất tấp máu. Những mục tiêu tiếp theo ví dụ như là con rồng ngàn tuổi chuẩn bị xuất hiện sau 1 phút 14 giây nữa. Thì bây giờ ZZ họ không có nhà lính, họ không có những cái trụ cần thiết, và cái phần rừng của mình cũng không kiểm soát được, thì họ có thể tiếp cận được con rồng này hay không? Mặc dù là hơn đối phương gần 9.000 tiền, nhưng phải nói rằng BOG họ không tham cái việc đánh thẳng trên. Em có kiểm soát hành vi nha. Từ nãy giờ BOG khi họ thắng vào tranh đó là luôn luôn là B đứng từ phía đằng sau lưng móc ra được đội hình. Hai đội này thì chắc là ít những pha mất kiểm soát hành vi lắm. Không, pha vừa rồi là pha mà nếu như đánh trực diện pin phải em và người của đối phương trực diện như thế thì anh ta rất nhiều khả năng gặp nguy hiểm. Cho nên BOG mặc dù là hơn rất là nhiều tiền, hơn rất là nhiều trang bị, nhưng không có cũng sẽ làm đến từ BOG nha. Họ muốn kéo đối phương ra khu vực hang rồng ngàn tuổi, thì đó sẽ là nơi mà đi từ phía đằng sau lưng đến từ pin, và bây giờ thì không có tầm nhìn đến từ bên phía của Genji. Đi vào một vùng tối thế này là cực kỳ nguy hiểm cho các carry của Genji. Đi bằng cách nào? Đang cố gắng áp lực để khiến cho đối phương không kiểm soát được phần rừng. Đi bằng đường nào ra rồng? Để chuẩn bị setup cho những cái pha đánh nhau tiếp theo. Làm gì có đường ra rồng? Và Suyeta tiếp tục pressing lên cực kỳ khó chịu bởi Genji. Và câu hỏi đặt ra là Genji sẽ phải di chuyển ra rồng từ đường nào? Từ đường giữa, đường dưới hay là đường rừng? Đường nào của họ cũng đang bị đẩy cả. Trong khu vực rừng thì đó là một khoảng tối rất lớn về mặt tầm nhìn. Lê Hen đang phải đi đầu để che những cú chiêu cuối mở đến từ bên phía của BOG. Kim soi đường từ đường giữa ra. Định mạnh tung ra người đi chơi. Kim nằm xuống ngay lập tức, hồn gió trúng vào ngược Lê Hen, Lê đu vào tường lùi. Xoáy ba nhưng mà cũng có trễ quá không? Có trễ quá không? Có trễ quá không? Trễ rồi. Bin tới kìa, xong rồi. GG. Trong tay của Nai rồi, Bin đang tới. Và khi Bin tới, 9 điểm tập thể cho BOG ở trong ván đấu này. Mướt mừng mực. Một chiến thắng dành cho BOG. Quét sạch gọn gàng cho BOG, họ không mất bất kỳ một ai cả. Kim đáp chiêu cuối xuống và không kịp làm gì ở tình huống vừa rồi. Hai cú chiêu cuối đặt ở vị trí của anh ta. Đại băng tiễn không trúng, nhưng nó là ngày nhà của băng giá chính xác vào người của Kim. Một cái ván đấu mà quá gọn gàng đến từ BOG. Và họ cho thấy phong thái của một đội lớn với một màn trình diễn cực kỳ gọn gàng. Cái ghê ở đây là cái việc mà tụi nó không có một cái sai lầm nào. Rất lớn. Tùng đến nói trước cái Tùng. Từng bước bóp nghẹt nhà đương kim vô địch của LCK. Nói mày nói cùng lúc luôn gì đâu, sao tao nói. Và phải lật lại về cấm và chọn. Trong một đội hình họ có quá nhiều nguồn carry. Họ cấm nhắm tới Chovy, ép anh ta vào một con Orianna, một con tướng có thể gọi là không thuận tay của Chovy. Và sau đó cặp mid